Kính thưa quý Phật tử và các bạn, dù lý do khiến cho bạn phiền não là gì đi nữa, thì xin hãy tĩnh tâm lắng nghe lời Phật dạy đầy sâu sắc và ý nghĩa dưới đây, để chúng ta có thể sớm thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và sống một đời bình an, hạnh phúc. Trong cuộc sống này, chúng ta khó tránh khỏi những bất đồng và hiểu lầm trong sinh hoạt hàng ngày, trong công việc cũng như trong các mối quan hệ gia đình. Tranh cãi xảy ra, ta có thể không kiềm chế được mà nổi nóng hay là nặng lời. Cho dù thắng hay thua trong cuộc tranh cãi, thì cuối cùng cũng không giữ được hòa khí, để rồi chúng ta bị tổn thương hoặc gây tổn thương cho người khác. Những cảm xúc tiêu cực như đau đớn, mất niềm tin, ân hận tìm đến. Nhưng lời nói ra rồi như bát nước hát đi, cho dù có ân hận bao nhiêu cũng đã quá muộn. Điều mà con người cần làm nhất là luôn biết giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, biết loại bỏ sân si, biết buông bỏ những gì khiến ta cảm thấy bất an. Theo lời Phật thì những phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ dưới đây: buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Phật dạy rằng trong lòng không khuyết thiếu gì thì được gọi là phú, được người khác cần đến thì được gọi là quý. Vui mừng, sảng khoái không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lượng. Cách tháo gỡ phiền muộn tốt nhất chính là quên đi phiền muộn. Không tranh giành chính là từ bi, không tranh cãi chính là trí tuệ, không nghe chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, và biết đủ chính là buông. Con người sống trên đời vui buồn tùy lúc, nhưng nguyên nhân khiến không vui thì chủ yếu có ba thứ sau đây. Thứ nhất là quen phóng đại hạnh phúc của người khác. Thứ hai là quen phóng đại nỗi khổ của bản thân mình. Và thứ ba là quen mang nỗi khổ của bản thân mình ra so sánh với nỗi khổ của những người khác, đem khuyết điểm của mình ra so sánh với ưu điểm của người khác. Chỉnh thái độ không hài lòng với bản thân mình, muốn hơn mà không chịu buông là nguyên nhân khiến cho con người cứ phiền não. Con người sống ở đời đừng quá khắt khe, làm gì không cần quá cầu hoàn mỹ. Niềm vui không thể hưởng hết, đối nhân xử thế nên hiểu có chừng mực, khoan dung với người cũng chính là cho mình một đường lui. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị sa môn là: tuổi thọ của con người thường kéo dài trong bao lâu? Sau đó một vị sa môn đã trả lời là: chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói: đúng vậy, ông là người hiểu đạo. Trích trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hơi thở có phải là hơi, tức điều hòa khí tiết, giống như khi con người ta gặp chuyện phiền muộn, thường thở một hơi dài. Như vậy có thể phần nào giải phóng năng lượng tiêu cực. Hoặc ngược lại, cũng có thể hiểu là hơi thở ở đây chính là sự giác ngộ. Thở ra một hơi, không màng thế sự thường tình, vĩnh viễn bao bọc thân tâm trong an lành, trong giác ngộ, vĩnh viễn được thanh thản, vì không cần phải lo lắng, đắn đo. Dưới đây là những lời Phật dạy giúp cho chúng ta buông bỏ mọi phiền não trong cuộc sống. Hãy lắng nghe và làm theo bạn nhé. Thứ nhất là cuộc đời này không khó, chỉ có con người làm khó với nhau. Vì vậy là con người với nhau, chúng ta nên bao dung và tha thứ cho nhau để cùng nhau sống thật hạnh phúc hết kiếp người. Thứ hai, bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, cho nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí tuệ. Thứ ba, người thiện thì có hào quang sáng trắng, người ác thì có khí đen đúa hắc ám. Do đó, làm thiện, làm ác đều tự nhiên hiện ra nơi hình tướng. Bạn có thể che mắt người, nhưng không thể che mắt được Phật, Bồ Tát và quỷ thần. Thứ tư,
Đạo không nằm trên bầu trời, mà đạo nằm trong tim của chúng ta. Thứ năm, cái chúng ta đang làm là kết quả của những gì ta nghĩ. Cái chúng ta nghĩ nằm trong niệm, và chính cái ta nghĩ làm nên niệm. Nếu như một người nói và hành động bởi một niệm ác, thì nỗi khổ bám theo anh ta như cái bánh xe bị con thú kéo đi. Nếu một người nói và hành động với một niệm lành, thì hạnh phúc sẽ đến với anh ấy như bóng với hình, chẳng bao giờ tách rời. Thứ sáu là, để có được một sức khỏe tốt, để có thể đem lại hạnh phúc cho gia đình nào đó, để đem bình an cho tất cả, thì người đó đầu tiên phải có nghị lực và phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Nếu một người nào đó có thể làm chủ suy nghĩ, người đó có thể tìm thấy con đường giác ngộ, trí tuệ, và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ nơi người ấy. Thứ bảy, không có gì ghê gớm hơn thói quen hay là nghi hoặc. Nghi hoặc chia rẽ con người, nó là chất độc làm gãy đổ tình bạn và làm tan vỡ những mối quan hệ tốt lành. Nó là cái gai gây phiền toái và gây đau nhức. Nó là cái lưỡi gươm gây chết người. Thứ tám, đừng ganh tị với những phẩm chất tốt của con người, nhưng hãy chấp nhận chúng bằng sự khâm phục của con. Thứ chín, để sống đúng một cuộc sống vô dị lợi, ta không cần xem ta tích trữ được những gì giữa cuộc sống vật chất phồn hoa này. Thứ mười là, một người bạn gian trá và xấu tính thì đáng sợ hơn cả một con thú hoang. Con thú hoang thì có thể làm tổn thương thân thể con, nhưng một người bạn như vậy sẽ làm tổn thương cả tâm trí của con. 11 là, không có đường đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. 12. Trên bầu trời thì không thể phân biệt được đâu là hướng Tây, đâu là hướng Đông. Con người tạo ra những sự chia rẽ trong tâm trí của mình và tin rằng những điều ấy là đúng. 13. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, cho nên bạn cần phải tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. 14. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn. 15. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua được hiện thực. 16. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mọi người. Bạn dối người khác được, nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm của mình. 18. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có. Cảm ơn đời với những gì tôi không có. 19. Nói năng thì đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ quá địch thành bạn. 20. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên đừng oán trách nó. Hạnh phúc ở trong tâm của ta. Nghĩ là hạnh phúc thì sẽ cảm thấy hạnh phúc, nghĩ là đau khổ thì sẽ cảm thấy đau khổ. Hạnh phúc chính là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có. Hay nói đúng hơn là hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái gì mình cần. Buông bỏ lòng ghen tị với bốn điều dạy của Phật. Buông bỏ lòng ghen tị là một hành động cao cả và mang lại sự giải thoát cho tâm hồn. Khi chúng ta ghen tị, chúng ta đặt mình vào tư thế so sánh và luôn muốn có những gì người khác đang có. Tuy nhiên, điều này chỉ mang đến sự đau khổ và không hạnh phúc. Hãy chấp nhận bản thân và tìm hiểu giá trị riêng của mình. Mỗi người chúng ta đều có những ưu điểm và tài năng riêng, và chúng ta không cần phải so sánh mình với người khác để thấy mình đáng trân trọng. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và tập trung vào việc phát triển và nâng cao năng lực của mình. Buông bỏ lòng ghen tị cũng là cách để tạo ra một môi trường tốt đẹp hơn xung quanh mình. Khi chúng ta không còn đắm chìm trong cảm giác ghen tị, chúng ta có thể tận hưởng
và chia sẻ niềm vui với người khác một cách tự nhiên và chân thành. Đồng thời chúng ta cũng tạo ra không gian cho người khác để phát triển và tỏa sáng, mở ra những cơ hội mới và đẩy mạnh sự phát triển chung. Thay vì chỉ tập trung vào những gì người khác có, hãy tập trung vào việc xây dựng cuộc sống của chính mình. Hãy đặt mục tiêu làm việc chăm chỉ và tạo dựng những giá trị riêng mà chúng ta có thể mang đến cho thế giới này. Khi chúng ta không bị áp lực và khống chế bởi cảm xúc ghen tị, chúng ta có thể sống một cuộc sống tự do, bình an và tràn đầy niềm vui. Chúng ta có thể tận hưởng từng khoảnh khắc và trân trọng những điều đơn giản nhưng quan trọng trong cuộc sống. Hạnh phúc không nằm ở bên ngoài, mà nó tồn tại trong lòng chúng ta khi chúng ta tìm thấy sự an bình và sự đồng lòng với thế giới xung quanh. Buông bỏ lòng ghen tị không chỉ giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, mà còn giúp chúng ta tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong lòng. Khi chúng ta có thể chào đón thành công và hạnh phúc của người khác mà không ghen tị, chúng ta đã tiến bước trên con đường đến sự tự do tâm hồn và trọn vẹn hơn trong cuộc sống. Biểu hiện của lòng ghen tị thấp nhất là khẩu nghiệp, nói điều sai quấy về người khác. Nặng hơn là biến thành oán khí, sân hận, hành động gây tổn hại tới người khác. Phật dạy cách xóa bỏ lòng ghen tị để thân tâm an lạc, nhận ra giá trị của bản thân và cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Nếu có lòng ghen tị, sẽ mắc phải những sai lầm rất đáng tiếc sau đây. Thứ nhất là tạo ra nghiệp ác. Vì thấy người có mà mình không có, nên tạo ra những việc trái với luân thường đạo lý để có cái của người hoặc hại người mà đoạt lấy cái mình thích. Thứ hai là không phát hiện ra khuyết điểm của bản thân. Chỉ vì chăm chăm thấy thành tựu của người khác, suy bì với người khác mà không tự soi rọi bản thân, xem tại sao mình chưa đạt được thành tựu đó, rút kinh nghiệm mà cố gắng. Thứ ba là mất đi bạn bè. Người hay ghen tị không được quan nghênh, không thật lòng đối đãi với người khác, nên bạn bè cũng dần mất đi. Thứ tư, phá hoại bồ đề tâm. Những thiện nghiệp công đức đã gây dựng đều bị mất. Tâm tình lúc nào cũng bồn chồn, không thoải mái, không yên ổn, nguy hại tới sức khỏe. Để chuyển biến thói xấu, bốn phương pháp từ bỏ lòng ghen tị theo lời Phật dạy dưới đây hãy thực hành hàng ngày. Thứ nhất là nhận thức tâm ghen tị là nguy hại, nhất định không làm theo. Thứ hai là quý trọng bản thân, tự hào vì mình đã đạt được và đang cố gắng để đạt được. Mỗi người có một phúc báo riêng, chỉ có tự mình chân chính làm nên mới là bền vững nhất. Thứ ba là tập thói quen tùy hỷ công đức, học cách khen ngợi người khác, công nhận thành tựu của người khác. Thứ tư, quan trọng nhất là giữ tâm thanh tịnh, một lòng hướng Phật, từ bi hỷ xả, thì lòng ghen tị tự khắc không còn. Phật đã truyền đạt những lời dạy vô cùng sâu sắc về lòng ghen tị nhằm giúp chúng ta thoát khỏi những cảm xúc đau khổ và tìm đến sự hòa hợp và bình an trong tâm hồn. Theo lời Phật dạy, lòng ghen tị là một trong những tâm tình có hại nhất và làm cản trở đường tới sự giác ngộ và hạnh phúc. Ghen tị sinh ra từ sự so sánh và ganh đua, từ lòng ham muốn và lòng tự cao tự đại. Khi chúng ta không thể chấp nhận thành công, tài năng hay hạnh phúc của người khác mà luôn luôn muốn có được những gì họ có, chúng ta đánh mất đi sự hòa hợp và sự hạnh phúc thực sự. Phật đã khuyên chúng ta phải tìm hiểu và hiểu rõ về bản chất của lòng ghen tị. Chúng ta cần nhận ra rằng sự khác biệt và đa dạng là điều tự nhiên trong cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta đều có những mặt mạnh và yếu khác nhau, và không ai hoàn hảo trọn vẹn. Chính trong sự khác biệt đó, chúng ta có thể học hỏi và phát triển bản thân
một cách tốt hơn. Phật đã dạy rằng, để vượt qua lòng ghen tị, chúng ta cần rèn luyện lòng biết ơn và lòng từ bi. Thay vì nhìn vào người khác vì những gì người khác đạt được, chúng ta nên nhìn vào những điều tích cực và những thành tựu của bản thân. Chúng ta cần trân trọng và biết ơn những gì mình đã có và cống hiến sự quan tâm và lòng từ bi cho người khác. Lòng từ bi cũng giúp chúng ta tạo ra môi trường tốt đẹp, nơi mà chúng ta không cạnh tranh hay ganh đua với nhau, mà hơn hết là hỗ trợ và cổ vũ lẫn nhau. Chúng ta có thể chia sẻ niềm vui và thành công của người khác một cách chân thành và tận hưởng hạnh phúc trong lòng khi chúng ta biết rằng sự thành công của người khác không làm giảm đi giá trị hay cơ hội của chúng ta. 10 điều buông bỏ cho cuộc sống an nhiên. Theo vòng quay thời gian khiến cho nhịp sống càng trở nên hối hả và gấp gáp hơn, con người luôn lo toan và tất bật với miếng cơm manh áo để sinh tồn, thì việc tìm được sự thanh thản trong tâm hồn không phải là điều dễ dàng. Bởi vậy, tại sao có rất nhiều người giàu sang, đạt được những gì mình mong muốn nhưng vẫn không cảm nhận được hạnh phúc? Bởi họ luôn gặp phải căng thẳng, đấu tranh để giữ vững những gì mà mình đang có. Trong cuộc sống, khi cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng, thì có rất nhiều người tìm tới nguồn cội tâm linh như đi chùa lễ Phật để cầu may, cầu an, hoặc đọc những cuốn sách Phật Pháp với mong muốn tìm về sự bình an và giải tỏa những bế tắc. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị sa môn là: tuổi thọ của con người dài trong bao lâu? Và vị sa môn trả lời là: chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói: đúng vậy, ông là người hiểu đạo. Cuộc sống của con người chúng ta chỉ tồn tại trong một hơi thở. Vậy tại sao chúng ta cứ để tâm mình mãi lẩn quẩn trong u mê và phiền não? Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù, chấp nhặt, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những tham sân si trong cuộc sống thường nhật, thì sẽ tự tìm thấy niềm vui và thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi biết buông xả thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham sân si, để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta. Có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ. Mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm rồi cũng quên hết đi, cho đời mình được an vui. Nhưng hãy hiểu rằng buông xả không có nghĩa là buông bỏ, dẹp hết tất cả để chỉ lo cho bản thân mình. Không có nghĩa là chối bỏ, trốn tránh trách nhiệm trong cuộc sống. Đôi khi có càng chịu không hề đồng nghĩa với việc bạn sẽ trở nên mạnh mẽ. Ngược lại, buông bỏ mới khiến bạn vĩ đại hơn. Hãy nhớ kỹ là buông bỏ quá khứ để tâm hồn trống rỗng như số không tròn trĩnh. Sau đây là 10 điều cần buông bỏ để tâm bình an, thanh thản. Thứ nhất là buông bỏ thể diện. Đôi khi chúng ta cúi đầu là để nhìn thực chuẩn con đường dưới chân. Rất nhiều người cho rằng cuộc sống của mình quá tuyệt vời nên không muốn tiếp tục thử trải nghiệm những điều mới mẻ. Rất nhiều thứ chẳng thể buông xuống bởi vì xấu hổ, để đến phút cuối cùng con người cũng chết vì thể diện mà thôi. Thứ hai, buông bỏ áp lực. Mệt mỏi hay không do tâm mình quyết định. Căn phòng tâm hồn nếu không quét dọn cũng sẽ phủ đầy bụi hồng trần. Lau rửa tẩy tịnh có thể khiến trái tim u tối bừng sáng. Phải tỏ rõ sự tình mới có thể cáo biệt phiền loạn. Hãy mong muốn bỏ những nỗi thắm khổ vô vị, niềm vui sẽ có nhiều không gian rộng lớn hơn ùa vào trái tim của ta. Thứ ba,
buông bỏ quá khứ. Buông bỏ quá khứ, bạn mới có thể sống hạnh phúc hơn. Hãy nỗ lực thay đổi tâm thái của mình, điều chỉnh tâm trạng của mình, học cách bình tĩnh, tiếp nhận hiện thực, học cách tự chủ với lòng mình. Cứ thuận theo tự nhiên, học cách thản nhiên đối mặt với tai ương khổ nạn. Học cách tích cực đối đãi với kiếp nhân sinh, học cách tìm thấy niềm vui trong những chuyện quá khứ. Thứ tư, buông bỏ tự ti. Hãy xóa đi sự tự ti ra khỏi cuốn từ điển của bạn. Không phải ai cũng đều có thể trở thành vĩ nhân, nhưng mỗi người đều có thể trở thành người có tâm hồn mạnh mẽ. Hãy tự tin vào bản thân, tìm đúng vị trí dành cho mình. Bạn cũng sẽ có được một kiếp nhân sinh ý nghĩa. Thứ năm, buông bỏ sự lười biếng. Hãy nỗ lực hoàn thiện bản thân. Tuyệt chiêu chính là hãy biến những chuyện vụn vặt bình thường trở nên tinh tế, như lớp men thanh khiết nơi lò gốm sứ. Hãy nhắc nhở bản thân mình luôn giữ lấy tinh thần lạc quan, hướng về phía trước, hướng về niềm vui, sức khỏe và sự thiện lương. Như vậy, chắc chắn bạn sẽ có được một kiếp nhân sinh sáng lạng. Thứ sáu, buông bỏ sự tiêu cực. Khi tuyệt vọng nhìn sang bên trái, hãy dùng ánh mắt hy vọng nhìn sang bên phải. Nếu bạn muốn trở thành một người thành công, xin hãy nỗ lực vì một bản thân mình tốt nhất. Hãy để sự tích cực thay thế tiêu cực. Hãy để sự cao thượng thay thế thấp hèn. Hãy để lòng khoan dung thay thế nhỏ nhen. Hãy để niềm vui thay thế phiền muộn. Hãy để sự nỗ lực thay thế biếng nhác. Hãy để sự vĩ đại thay thế điều dùng dặt. Chỉ cần bạn nguyện ý, bạn hoàn toàn có thể là chính mình trong khả năng tốt nhất, trọn cả một kiếp người. Thứ bảy, buông bỏ tâm oán hận. Thay vì oán hận, chỉ bằng hãy nỗ lực nhiều hơn. Mọi thất bại đều là bước đệm cho thành công tìm đến. Oán hận và trút giận thì có thể gây trở ngại cho bước đường đi đến thành công của bạn. Vậy nên, hãy buông bỏ oán hận, học cách tiếp nhận thất bại với trái tim bình thản nhất. Chỉ khi giữ chặt lấy sự thiện lương trong tim mới có thể hướng tới tương lai đầy hy vọng. Đừng luôn cho rằng cuộc sống phũ phàng với bạn. Kỳ thật bạn cũng có nhiều như người khác đó thôi. Thứ tám là buông bỏ sự do dự. Lập tức hành động, thành công sẽ là vô hạn. Những sự việc bạn đã nhận thức rõ thì đừng do dự nữa. Hãy quyết đoán, chọn một hướng đi chính xác và chỉ để tâm tới con đường ấy thôi. Đừng quay đầu nhìn lại. Nếu bạn có ý tưởng nào, hãy lập tức hành động. Nếu bạn gặp được cơ hội tốt, hãy lập tức nắm bắt lấy nó. Đừng chần chừ, đừng do dự nữa. Thứ chín, buông bỏ sự nhỏ nhen. Tâm rộng mở, trời đất cũng thênh thang. Khoan dung là một mỹ từ rất cao đẹp. Khoan dung với người khác kỳ thực chính là chừa lại một con đường cho tâm hồn mình. Chỉ trong thế giới bao dung mới có thể tấu lên những khúc ca sinh mệnh chiều êm. Thứ 10, buông bỏ sự hoài nghi. Tâm đầy nghi ngại, làm việc khó thành. Đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng người. Từ nhận định suy nghĩ của người khác bằng một sự hoài nghi của bản thân mình, đừng xét đoán người khác. Nếu không, điều này sẽ chỉ ảnh hưởng tới tình bạn của đôi bên mà thôi. Mỗi người chúng ta đều đang cõng trên lưng đủ mọi trách nhiệm và tiến về phía trước từng bước gian nan. Đó có thể là bài vở của chúng ta, có thể là công việc của chúng ta, cũng có thể là chuyện tình cảm của chúng ta. Nhưng chính những trách nhiệm và nghĩa vụ này là giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, cấu nên ý nghĩa và giá trị tồn tại trên cõi đời này của chúng ta. Ở xã hội ngày nay, nhất là ở những xã hội có nền kinh tế cao, khoa học kỹ thuật tiên tiến, Phật giáo muốn tồn tại và phát triển cần đề cao vai trò chánh tri chánh kiến trong các mặt hoạt động của Phật giáo. Muốn được thực thi tinh thần này, trước mắt chúng ta cần chú ý đến những mặt người lãnh đạo và công tác tổ chức,
đưa công tác giáo dục và đào tạo lên hàng đầu. Ngày nay, xã hội ngày một phát triển, con người xã hội ngày một tiến hóa. Khái niệm vật chất, tinh thần ngày xưa khác với ngày nay. Đạo Phật cũng vậy. Mời quý Phật tử cùng quý thính giả cùng nghe lời Phật dạy về niềm tin. Theo Tuệ Giác Thế Tôn, nếu hai người tu tập như nhau, cùng giữ giới đức và có trí tuệ hiểu biết ngang nhau, nhưng về hạnh bố thí, giúp đỡ, sẽ chia có sự chênh lệch. Người bố thí nhiều hơn sẽ được phước báo tối thắng. Niềm tin đối với một người. Một thời Thế Tôn ở Kimpila tại Veluvana dạy các tỳ kheo. Có năm nguy hại này, này các tỳ kheo. Trong lòng tinh tấn đối với một người, thế nào là năm? Này các tỳ kheo, người nào được một người tinh tấn rồi người ấy phạm lỗi, và chúng tăng tùy theo lỗi đã phạm, ngưng chức người ấy, bắt người ấy xuống ngồi cúi. Lại nữa, người nào được một người tinh tấn rồi người ấy đi đến nơi khác, hoặc người ấy bị loạn tâm, hay người ấy bị mạng chung. Người này suy nghĩ, người mà ta ái mộ, ưa thích, nay người ấy bị chúng tăng ngưng chức, bị bắt xuống ngồi cúi, nay người ấy đã đi xa, bị loạn tâm, bị mạng chung, và người này không còn tinh tấn với các tỳ kheo. Do không còn liên hệ với các tỳ kheo khác, người này không nghe diệu pháp, do không nghe diệu pháp nên người này thối đọa khỏi chánh pháp. Này các tỳ kheo, đây là năm nguy hại đối với việc chỉ tinh tấn đối với một người. Niềm tin vào tam bảo của người Phật tử tại gia, nhất là niềm tin đối với một vị tăng hoặc ni, được xem là một yếu tố quan trọng trong vấn đề học hỏi Phật pháp nhằm tăng trưởng phước báo và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc. Tăng là một đoàn thể thanh tịnh và cùng sống hòa hợp với nhau trên tinh thần vô ngã vị tha. Chúng ta tin tăng đúng nghĩa là gửi trọn niềm tin vào đoàn thể ấy, chứ không nên thần tượng một cá nhân. Dựa trên niềm tin đối với tăng bảo, người Phật tử tại gia có thể thân cận gần gũi để cùng nhau học hỏi những điều hay lẽ phải. Thế nhưng chúng ta chỉ tin vào một vị tăng duy nhất và gần như không quan tâm đến đoàn thể tăng già, đó là điều có thể dẫn đến nhiều nguy hại. Niềm tin phải đi đôi với trí tuệ mới là niềm tin chân chính. Cộng đồng xuất gia ngày hôm nay đại đa số là tăng phàm phu, chưa thể gọi là đoàn thể thanh tịnh. Bởi một số vị đang còn trong tiến trình học hỏi mà chưa có sự thể hiện trong tu tập. Sự thật này tuy ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của tăng đoàn, tuy nhiên đó là việc cá nhân, bởi vì bàn tay có ngón dài, ngón ngắn. Cũng chính vì thế mà ngày hôm nay chúng ta thường chỉ trích phê phán người khác, do chúng ta chỉ tin vào một người duy nhất là thầy của mình, sư phụ tôi, chân sư của ta là bậc lỗi lạc và thông tuệ. Như vậy, ta vô tình đánh mất niềm tin vào tăng già, đoàn thể sống an vui vì lý tưởng giác ngộ cho chính mình và người khác. Con người sống trên đời thường mong ước có được nhiều thứ như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn no, mặc ấm và hạnh phúc lâu dài. Trong các thứ tài sản, theo Tuệ Giác Thế Tôn thì lòng tin đối với tam bảo là tối thượng. Bởi đức tin là mẹ của các công đức. Khi ta có lòng tin sâu sắc thì ta sẽ có được tất cả nhờ dứt ác làm lành và biết buông xả mọi sự chấp trước dính mắc ở đời. Văn tư tu để có hiểu biết chân chính. Để chúng ta có được một đời sống vững chãi sâu sắc thì người tại gia phải văn tư tu, nhờ vậy mà phát sinh trí tuệ để có hiểu biết chân chính. Chính vì vậy, người Phật tử tại gia phải nhận ra chân giá trị của cuộc sống để có lòng tin không thối chuyển và thực hành chánh pháp và phát huy trí tuệ để chứng nghiệm giải thoát ngay tại đây và ngay bây giờ. Nếu chúng ta tin tăng mà quá thần tượng một người nào đó
sẽ dễ rơi vào sự sùng kính thái quá đến mê muội, dẫn đến kiến chấp, khinh khi, thấy thầy mình hay giỏi, đạo đức hơn người, mà làm tăng tự mãn đối với người được tôn kính. Dẫn đến kiến chấp khinh khi, khiến thầy mình hay giỏi, đạo đức hơn người, mà làm tăng tự mãn đối với người được tôn kính. Theo tuệ giác của Thế Tôn, đó là những điều nguy hại khi ta chỉ đặt niềm tin vào một người. Nếu người ấy chẳng may bị luật vô thường chi phối, dẫn đến ta mất nơi nương tựa tinh thần và có thể thối đọa bồ đề tâm mà tự đánh mất chính mình. Lòng tin của chúng ta phải có cơ sở, mà cơ sở đó được trải nghiệm qua sự quán chiếu tìm tòi. Chính sự quán chiếu đó làm cho ta tăng trưởng thêm sự nhận thức đúng đắn. Nhờ vậy, trong đời sống ta bớt âu lo, căng thẳng hay phiền muộn, khổ đau. Chúng ta tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong những phút giây làm việc để phục vụ cho tha nhân, và không phải bận tâm lo lắng nhiều đến kết quả của nó. Lòng tin khi phát sinh trí tuệ đã giúp cho chúng ta giải thoát được cái tôi dính mắc, cố chấp vào sự hiện hữu của nó. Còn nếu chúng ta tin tăng thì sẽ đụng chạm với những người nào? Tới các thầy tà bạn ác. Ta nếu thực sự chỉ biết đi chùa, tụng kinh lễ Phật, làm công quả ngồi thiền và buông xả các tạp niệm xấu ác, thì ta đâu có thời gian để đi nói xấu người này, người kia. Ấy thế mà vẫn đụng chạm tới họ. Chúng ta tin giới pháp của Phật và áp dụng tu hành là đã đụng chạm tới những sinh hoạt phí đạo đức, gây ra các tệ nạn xã hội, làm khổ đau cho nhân loại. Cho nên, việc mình thực hiện niềm tin đối với Tam Bảo thôi là mình đã đụng tới tất cả những người không có niềm tin đối với Tam Bảo chân chính rồi. Thế cho nên, người Phật tử tại gia cần phải xây dựng niềm tin, sự kính trọng vào đoàn thể Tăng Bảo. Thầy của mình dù có tài giỏi đạo đức cũng chỉ là một lá cây của tăng già. Cây tăng đoàn luôn to lớn, bao bọc cành lá xum xuê, nhờ gốc rễ lâu đời, bởi sự bền chặt ăn sâu vào lòng đất. Chiếc lá có thể vàng úa và rụng rơi, cành nhánh có thể bị gãy đổ, nhưng cây đại thọ kia thì luôn trụ vững theo thời gian. Chúng ta hay bỏ quên cây lớn để nắm bắt cành nhánh lá là một thiệt thòi to lớn. Lầm tưởng cành nhánh lá là chỗ nương tựa thì e rằng sẽ có ngày sụp đổ. Và đây cũng là điều mà các hàng đệ tử Phật gia cần phải suy tư, nghiệm xét nhiều hơn nữa để thành tựu niềm kính tin Tăng Bảo cho đúng pháp. Phước báo thù thắng của bố thí. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại khu vườn của ông Anathavidika. Rồi Sumana, con gái vua, cùng 500 thiếu nữ hộ tống đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tính, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ. Một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân hoại mạng chung, thì giữa hai vị ấy được sanh lên cõi trời hoặc sanh lại cõi người. Thì giữa hai vị ấy có sự đặc thù gì? Có sự sai khác gì? Có sự sai biệt, này Sumana. Người có bố thí, khi làm được một vị trời hoặc được là người, đều vượt qua người không bố thí trên năm phương diện. Đó là thọ mạng, nhan sắc, an lạc, danh xưng và tăng tượng. Người có bố thí, này Sumana, khi được làm vị trời hoặc được làm người, đều vượt qua người không bố thí về năm phương diện này. Hai người cùng làm một công việc trong một thời điểm và có tài sức ngang ngửa nhau. Thế nhưng, có người thành công và có người lại thất bại. Đối với những người không thành công, họ hay tự an ủi mình rằng số mình chưa tới thời, hoặc họ đổ thừa mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Nhưng ít ai biết rằng tất cả nên hư thành bại tốt xấu đều do mình tạo ra trong quá khứ hoặc trong hiện tại. Theo tuệ giác Thế Tôn, nếu hai người tu tập như nhau, cùng giữ giới đức và có trí tuệ hiểu biết ngang nhau,
nhưng về hạnh bố thí, giúp đỡ sẻ chia có sự chênh lệch. Người bố thí nhiều hơn sẽ được phước báo tối thắng. Người bố thí sẽ hơn người không bố thí trên năm phương diện: thọ mạng, nhan sắc, an lạc, danh xưng và tăng trưởng về mọi mặt. Chính vì thế, người Phật tử tại gia cần phải phước huệ song tu để đạt được trọn vẹn về mọi mặt. Người biết bố thí sẽ xả bớt lòng tham lam ích kỷ, tăng trưởng tâm từ bi để sống đời an vui, hạnh phúc tại đây và ngay bây giờ. Bố thí và cúng dường là pháp tu phổ biến của người Phật tử tại gia. Người thực hành bố thí và cúng dường trước hết phải xuất phát từ sự tự nguyện với lòng vui vẻ hân hoan. Bố thí với tâm thanh tịnh, không thấy mình là kẻ ban ơn. Nếu bố thí như vậy, sẽ cống cao ngã mạn, sinh tâm tự đắc coi thường thiên hạ. Đối với chúng tăng, những người thọ thí hay người được giúp đỡ lại càng phải cố gắng tu hành nhiều hơn nữa để hoàn thiện chính mình. Bởi vì của biếu là của cho là của nợ. Cho thì còn, ăn thì hết. Nếu chúng ta không trau dồi giới đức, tu sửa thân tâm, chuyển hóa phiền não tham sân si, thì của tính thí khó tiêu. Sự thọ nhận càng nhiều, giống như ta ký tờ giấy nợ, mỗi ngày càng tăng lãi suất, sau này sẽ mang lông đội sừng để đền trả xứng đáng. Bố thí để xả bỏ lòng tham lam. Cho người tức là tích lũy phước báo cho mình. Đó là chúng ta biết đầu tư vào ngân hàng công đức. Giúp đỡ người khác hay cúng dường chư tăng mà không cầu đền đáp là một việc khó làm đối với những người tham lam, bỏng sẻn, keo kiệt. Lại càng khó khăn hơn đối với họ, sẽ không dám cho đi những gì mà mình yêu thích. Đa số những gì mình cho là của thừa thải, như vậy đối với họ cũng là hay lắm rồi. Dù sao vẫn đỡ hơn người chỉ biết đem về cho mình dưới nhiều hình thức. Người Phật tử thì lúc nào cũng sáng suốt hơn, ý thức việc bố thí là một nghĩa cử cao đẹp, nên lúc nào cũng sẵn sàng cho đi mà không cầu nhận lại, thậm chí có khi phải dâng hiến cả thân mạng. Cho những gì mình thích, mình trân quý mới thực sự là cách cho khó làm nhất. Để đạt được cách cho mà không cầu nhận lại, người Phật tử cần phải quân tu trí tuệ, thấu rõ bản chất của cuộc đời là vô thường, duyên sinh và vô ngã. Tuy không mong cầu, nhưng phước báo của người cho vẫn đầy đủ trọn vẹn. Phước báo của mỗi người giống như cây cối có gốc rễ, thân cành, nhánh lá và hoa trái. Chính vì thế, chúng ta cần phải chung trồng cây phước, chăm bón và tưới tẩm thì mới trổ quả phước thơm ngọt. Như chúng ta đã biết là bố thí sẽ mang lại phước báo thiện lành tốt đẹp trong hiện tại và mai sau. Tuy nhiên, ngoài việc mong cầu phước báo để có đời sống ổn định, bố thí còn là một phương pháp tu buông xả để chuyển hóa lòng tham lam, ích kỷ và hẹp hòi. Bố thí ba la mật. Bố thí cúng dường là hành động làm phước thiện. Theo luật nhân quả, nó là điều kiện thiết yếu để ta tiêu trừ đau khổ, chuyển hóa nghèo cùng khốn đốn, không còn sợ nghèo đói và vượt qua nỗi bất an sợ hãi trong cuộc đời, như mũi tên chỉ đường để ta không còn bị lầm đường lạc lối. Người Phật tử chân chính, việc thiện dù nhỏ mà ta chịu khó làm thì vinh hoa phú quý sẽ đến với ta trong hiện tại và tương lai. Nhờ bố thí mà lòng tham lam ích kỷ của ta được giảm bớt và ngày càng được tiêu trừ tâm xấu ác. Nếu chúng ta chất chứa trong lòng tham sẽ tạo cho ta nhiều nỗi khổ niềm đau cho người khác, nuôi dưỡng lòng hiềm hận, luôn sống trong bất an, lo sợ mà làm tổn hại người khác. Theo Tuệ Giác Thế Tôn, nếu chúng ta bố thí có điều kiện thì gặt được phước báo có giới hạn trong chừng mực nào đó. Nhưng nếu chúng ta bố thí vô tâm, không toan tính, là ta đã biết tu phước và tu huệ rồi đó. Chính vì thế, tu tập bố thí muốn đạt được lợi ích lớn, kết quả lớn về hai mặt vật chất lẫn tinh thần thì tâm phải rộng lớn, không mong cầu. Bởi chỉ có vô tâm mới đạt được công đức
phước báo vô lượng, vô biên mà thôi. Phước báo sống thọ và khỏe mạnh, nhan sắc dung mạo xinh đẹp, nhiều người thích ngắm nhìn, lại có đời sống an vui hạnh phúc, có địa vị danh vọng cao, mọi điều tốt đẹp lại càng được tăng trưởng thêm theo thời gian. Thời gian là ước mơ chung của nhiều người. Do vậy, người Phật tử sống và tu tập theo chánh pháp Phật Đà, luôn thực hành bố thí và cúng dường người tu hành chân chính, để sống đời hạnh phúc trong hiện tại và mai sau. Nhân duyên của giàu và nghèo. Một thời Thế Tôn ở Savatthi tại tịnh xá ông Anathabindika, có thanh niên Suha Dodeyabhuta đi đến đảnh lễ bạch Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn. Này thanh niên, hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí cúng dường cho Sa Môn hay Bà La Môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, ngọa cụ, y dược, đèn đuốc, nhà cửa. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú và đọa xứ. Nếu được sanh vào loài người, người ấy phải chịu nghèo hèn, có tài sản nhỏ. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay đàn ông bố thí và cúng dường cho Sa Môn hay Bà La Môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, ngọa cụ, y dược, đèn đuốc, nhà cửa. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện phú, thiên giới. Nếu sanh vào loài người, người ấy được giàu sang, có tài sản lớn. Bố thí và cúng dường là nhân lành để kết quả trái ngọt, phước báo giàu sang phú quý trong hiện tại và mai sau. Chính vì vậy, ngày hôm nay, nhiều người khá giả giàu có là nhờ phước báo bố thí và cúng dường. Ngược lại, nhiều người không biết san sẻ và giúp đỡ, nên hiện tại rất nghèo hèn, có tài sản ít ỏi, dù quanh năm vất vả nhọc nhằn lao nhọc. Trong các đối tượng thọ nhận bố thí và cúng dường, thì các bậc sa môn, những người tu hành chân chính là xứng đáng nhất, bởi các vị ấy luôn biết buông xả và giúp đỡ mọi người. Họ đã hiến đời mình cho lý tưởng giác ngộ và dấn thân, làm cho đạo đời càng thêm tốt đẹp. Các ngài là ruộng phước điền tối thượng để tất cả chúng sinh gieo trồng phước đức để hoàn thiện chính mình. Tuy nhiên, không vì thế mà người bố thí và cúng dường chỉ hướng đến những vị đạo đức cao trọng mà bỏ quên những người bất hạnh hoặc kẻ nghèo hèn, thiếu thốn khó khăn. Chính sự phát tâm bố thí rộng rãi, tùy duyên, không phân biệt, không cố chấp, mới là người thật tâm bố thí, nên hưởng quả báo an vui, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Nhiều người vẫn thắc mắc về những hiện thực dường như nhân quả chẳng công bằng tí nào. Những kẻ bất nhân không đạo đức, làm ăn phi pháp, tham nhũng, lường gạt, tạo nhiều oán trái trong xã hội, nhưng vẫn sống giàu sang, có nhiều thế lực và tài sản lớn hơn người khác. Chúng ta nên nhớ rằng, sự giàu sang ấy là dư báo những việc làm tốt của họ trong nhiều kiếp về trước, chứ không phải do làm ăn bất chính trong đời này mà có được. Nhân quả mang tính cách ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đồng thời, những người hiền lành làm ăn lương thiện mà vẫn chịu sự bất hạnh hoặc nghèo đói, thiếu thốn khó khăn là do họ không biết bố thí và cúng dường, chứ không phải vì họ sống lương thiện mà bị thua thiệt đói nghèo. Nghèo là không biết gieo nhân bố thí cúng dường. Ngày xưa khi mẹ chúng tôi còn sống, mỗi lần nấu cơm cho gia đình ăn, bà lấy một ít gạo bỏ vào cái hũ để ở góc bếp. Đi chợ về, còn ít tiền lẻ, mẹ bỏ vào một cái hộp. Bà giải thích rằng, bớt đi một vài nắm gạo, bữa ăn của cả nhà cũng không đến nỗi thiếu, nhưng có cái để dành mà giúp cho những người cơ nhỡ lỡ đường. Nếu không làm vậy, muốn giúp đỡ người cũng khó, vì nhiều khi muốn giúp lại không có sẵn gạo tiền. Mẹ tôi dạy rằng, việc bỏ gạo vô hũ chính là tích âm đức, là làm phước.
mẹ còn dạy, khi đi ra đường, nên mang theo ít tiền lẻ trong túi, để khi cần thiết, có cơ hội giúp đỡ người khốn khó. Chim chết vì ăn, không ăn sẽ chết đói, cho nên nó dễ dàng bị con người tìm đủ cách để bắt chúng. Con người cũng vậy, phải suốt ngày làm việc nhọc nhằn vất vả, chạy ngược chạy xuôi để kiếm ra đồng tiền mà nuôi sống bản thân và gia đình. Trong mấy chục năm sống giữa đất trời, thử hỏi, con người ta có bao nhiêu thời gian để sống cho được thoải mái đây? 6 tuổi đã phải vào lớp học, cho đến khi khôn lớn trưởng thành, lấy vợ hoặc lấy chồng, rồi sinh con đẻ cái để duy trì giống nòi nhân loại. Để duy trì mạng sống, ta phải làm việc cho đến khi nào già bệnh chết mới thôi. Người có phước thì được hưởng chế độ lương hưu, kẻ thiếu phước thì chật vật bươn chải kiếm sống trong khó khăn. Đời người, nếu sống như vậy, có ý nghĩa gì? Người nghèo quá dễ sinh ra những hành động thấp hèn, không có niềm tin về nhân quả, cho nên sẽ quán trời trách đất, đổ thừa cho gia đình, người thân và xã hội. Nghèo khó dễ đưa đẩy con người vào con đường xấu xa tội lỗi vì sự thiếu thốn những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Người Phật tử chân chính cần phải biết rằng giàu hay nghèo đều là do nhân quả tốt xấu đã gieo tạo từ trước, cộng với hiện đời không biết siêng năng, chịu khó học hỏi và làm việc tích cực. Nghèo khó là do không biết gieo nhân thiện lành để giúp người cứu vật khi cần thiết, lại còn ăn chơi, phóng túng, sa đọa, không tin sâu nhân quả, nên thường xuyên làm các việc xấu ác, là nguyên nhân dẫn đến phá sản. Dân gian có nói, bần cùng sanh đào tặc, là câu tục ngữ luôn răn nhắc chúng ta phải cố gắng gieo trồng phước đức bằng cách làm lành tránh dữ, tích công bồi đức, nhờ vậy mà không bị rơi vào hoàn cảnh túng thiếu nghèo khó. Nhưng trong nghiệp báo, không chỉ có những điều riêng mỗi người gánh chịu hay còn gọi là biệt nghiệp, mà còn có cả một cộng đồng xã hội hay một gia đình phải cùng nhau gánh chịu hậu quả tốt hay xấu, gọi là cộng nghiệp. Có người cho rằng nghèo hay giàu cũng đều có những nỗi khổ riêng, chẳng ai có thể bình yên hạnh phúc giữa cuộc đời này. Nếu như người giàu có biết sống tốt và tin sâu nhân quả, thì họ sẽ không tự mãn mà còn tìm cách san sẻ giúp đỡ người khác khi có nhân duyên. Bố thí và cúng dường là pháp tu đã phát triển lòng từ bi và gieo trồng phước báo trong hiện tại và mai sau. Đặc biệt là ai cũng thực hiện được pháp tu này. Nếu chúng ta không có tài sản để bố thí và cúng dường, thì phát tâm tùy hỷ vui theo với người làm phước. Người vui theo xả được tấm ganh ghét tật đố, người bố thí được giàu có. Siêng năng học hỏi, làm việc và tiết kiệm dẫn đến quả giàu có. Thường người nghèo ít học, thiếu hiểu biết nên dễ làm những điều sằng bậy vì họ không tin nhân quả. Họ không hiểu tại sao người khác giàu còn mình thì lại nghèo. Nghèo là do không biết bố thí cúng dường, hiếu dưỡng với cha mẹ hoặc giúp đỡ, chia sẻ khi gặp người bất hạnh khó khăn. Luận về nhân quả giàu nghèo đều có nguyên nhân sâu xa của nó, không có gì bỗng dưng khi không chúng ta lại nghèo. Người nghèo khó hiểu biết, quá nông cạn nên không biết quân bình, ham muốn, cuộc sống cơ cực vất vả quanh năm suốt tháng, nợ nần chồng chất, thiếu trước hụt sau, không có tiền để vui chơi giải trí, chỉ lấy việc chăn gối làm đầu, nên họ thường đóng con làm vậy. Họ không biết cân nhắc và sắp xếp cách thức ổn định kinh tế gia đình từ buổi đầu. Người giàu có thường rất khôn ngoan, sáng suốt. Khi chưa thành tài, họ luôn cố gắng vừa học vừa làm, vừa chịu khó, siêng năng cần mẫn. Khi ổn định công ăn việc làm, đời sống kinh tế tương đối khá, thì họ mới tính đến chuyện trăm năm, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái. Người nghèo sẽ bố thí bằng lời nói, an ủi, động viên, giúp đỡ người khác. Thấy người bệnh thì mình thăm hỏi hoặc chăm sóc. Nếu có thời gian thì đến chùa làm công quả. Như vậy, giàu nghèo gì, ai cũng có thể bố thí được. Chúng ta có thể bố thí lời nói
bố thí tấm lòng hoặc tùy hỷ giúp việc làm tốt của người khác để tích lũy phước báo về sau. 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 Trong cuộc sống này, ai cũng muốn mình gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Vậy, nếu muốn tránh xa những rắc rối, thị phi, hao tổn công đức, hãy lắng nghe lời Phật dạy về năm chữ đừng, cuộc đời đổi thay mỗi ngày. Tâm yên, lòng thanh thản, tâm động, lòng nổi sóng gió. Sống mà cứ đấu đá tranh giành, gạnh đua nhau từng chút một, bảo tâm làm sao yên. Mời quý Phật tử cùng quý thánh giả cùng nghe lời Phật dạy về năm chữ đừng thay đổi cuộc đời. Cái đừng thứ nhất, có thù hận đừng ghi nhớ. Cuộc sống này vốn dĩ rất ngắn ngủi, thay vì thù hận người khác, sao không thử mở rộng tấm lòng đối xử một cách bao dung với họ một lần. Người xưa thường nói rằng, hành thiện tích đức chính là yếu tố phong thủy lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Hãy thử một lần kiểm nghiệm xem sao. Dùng thiện lương, nhân ái để đối đãi, không để ý những chuyện nhỏ, gạt bỏ ân oán, buông bỏ thù hận, chính là cách làm cho cuộc đời của bạn luôn vui vẻ, thanh thản mỗi ngày. Theo lời Phật dạy, muốn sống trường thọ, hãy luôn tuân thủ tam bất thức, tức là không cần biết ba điều. Không quan tâm ân oán, không quan tâm tuổi tác, không quan tâm bệnh tật. Vì thế, để cuộc đời đổi thay mỗi ngày, vận mệnh cải biến theo chiều hướng tốt, hãy học chữ đừng thứ nhất, bỏ qua thù hận, đừng ghi nhớ mà chuốc lấy phiền não. Cái đừng thứ hai, tức giận đừng để trong lòng. Nhận vô thập toàn, nếu ai cũng hoàn hảo thì đời chẳng còn điều gì để bàn luận nữa. Trong cuộc đời, ai cũng có thể gặp phải những chuyện khó khăn hay là không vừa ý. Nhưng cũng đừng vì thế mà tức giận để nộ khí xung thiên. Tức giận là tồn tại khách quan, không nên giữ mãi ở trong lòng. Nín thở thì khí sẽ ứ tắc, khí ứ tắc thì sẽ sinh bệnh. Đâu là cách đổi mệnh để sống thọ theo quan niệm của Phật giáo? Gặp phải những sự việc khiến ta tức giận, hãy tìm người để khai thông nó, thổ lộ ra hết, như vậy sẽ gỡ bỏ nó nhanh hơn, nội tâm sẽ bình yên trở lại. Bạn bè chính là giải pháp lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này. Bạn bè vừa là nguồn động lực, vừa là chỗ dựa tinh thần, tiếp thêm sức mạnh giúp bạn vượt qua sóng gió cuộc đời. Như vậy, lời Phật dạy về năm chữ đừng. Chữ đừng thứ hai bạn nên học là tức giận đừng để trong lòng. Hãy cứ xả hết ra để tâm hồn được nhẹ nhõm. Cái đừng thứ ba, có tình yêu đừng buông bỏ. Tình yêu là liều thuốc tinh thần kỳ diệu, tưới mát tâm hồn trong những ngày hè oi ả, sưởi ấm trái tim trong những ngày đông buốt giá. Ai cũng mong muốn kiếm tìm một người thực sự tâm đầu ý hợp rồi mới tính chuyện trăm năm. Nhiều khi mãi mê kiếm tìm sự hoàn hảo mà quên rằng người ấy xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Phật dạy rằng, cho dù yêu hay được yêu, đều là duyên phận, đều nên đón nhận. Ngày hôm nay bạn buông bỏ, thì kiếp này nó sẽ không bao giờ đến với bạn nữa. Hiểu để sống và yêu trọn vẹn một đời. Vì thế, hãy mở rộng lòng mình, đón nhận người đang bên cạnh mình. Đừng để đến lúc họ bỏ đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Tại sao không chọn người ấy? Tại sao lại để người ta ra đi? Cái đừng thứ tư, có phúc đừng chờ đợi. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình.
bởi bạn đâu biết ngày mai bản thân sẽ ra sao. Có phúc cứ hưởng, mọi việc đến đâu thì hay đến đó. Con cháu đều có phúc của con cháu, đừng quá vì con cháu mà biến mình thành thân trâu ngựa, bởi điều đó chỉ biến bạn thành một con người già nua, thiếu sức sống. Điều này không phải cổ suý cho việc thờ ơ bỏ mặc người thân con cháu, mà nên biết cách cân bằng để mọi thứ được toàn vẹn. Khi có đủ thời gian và điều kiện, nên tranh thủ thời gian hưởng thụ cuộc sống. Đừng vì con cháu mà làm quá kiệt sức, làm cố quá là sát thủ nguy hiểm nhất của sức khỏe. Cái đừng thứ năm, có tiền đừng keo kiệt. Trong cái xã hội đau đầu vì quần quấy cơm áo gạo tiền hiện nay, người người, nhà nhà ra sức học tập làm việc, cũng chỉ vì mục đích kiếm tiền, kiếm được thật nhiều tiền để có cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn. Đó là nhu cầu chính đáng, không có gì sai cả. Tuy nhiên, nhiều người lại quên mất một điều rằng, tiền khi sinh chẳng mang theo đến, khi tử chẳng mang theo đi. Sức khỏe mới là thứ quan trọng hơn nhiều. Không có sức khỏe, tiền có chất thành đống, cuộc sống cũng vô nghĩa. Trong dân gian có câu, không sợ kiếm ít tiền, chỉ sợ chết sớm. Có sức khỏe thì ngại gì không kiếm được tiền. Vì sức khỏe, khi nào cần chi tiêu thì hãy chi tiêu. Có tiền đừng keo kiệt, đến lúc ngậm cười nơi chính suối, bạn đâu có đem theo được chúng. Dẫu chăng cũng chỉ là nắm tiền vàng mà gia đình cúng giếng mà thôi. Hãy lắng nghe lời Phật dạy để biết tránh xa sáu hành vi gây tổn hại công đức này. Có như vậy thì cuộc sống mới thuận lợi, sung túc, tránh được nghiệp báo sau này. Thứ nhất là bố thí không tự nguyện hoặc keo kiệt, ít khi làm việc thiện. Lòng bố thí phải đến từ cái tâm của chính mình. Khi bố thí cho những người nghèo khổ, không được may mắn như bản thân mình, cần phải bố thí một cách thành tâm tự nguyện, không dùng thái độ hách dịch coi thường, làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, chỉ để thỏa mãn tự tôn cá nhân. Nếu bố thí mà không đúng cách, ta không những không được cảm tạ, mà còn bị người ta căm ghét, ghi hận. Bố thí đúng cách, hưởng thụ khi học Phật. Cùng với đó, nếu cuộc sống của ta có đầy đủ của cải vật chất, mà vẫn cứ một lòng muốn dơ vét, làm giàu thêm cho mình, không chịu san sẻ với ai, thì phúc đức cũng bị ảnh hưởng. Tiền bạc là vật ngoài thân, chết cũng chẳng mang theo được. Chi bằng ta hãy sống vui với hiện tại, không tham lam tích trữ bạc tiền. Thấy mình sung túc hơn người thì sẵn sàng giang tay bố thí. Như thế thì cuộc sống mới hạnh phúc, thuận lợi, mới dễ dàng đến với chúng ta. Thứ hai, hay kêu ca, oán thán, gây chuyện thị phi, ghen ghét, đố kỵ. Đây là những việc làm cần phải tránh thật xa, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến hòa khí giữa người với người, mà còn gây tổn hại đến hòa khí của đất trời. Theo tâm linh, nếu thường xuyên làm những việc này, tai vận sẽ sa sút, phúc đức của tổ tiên dù có dày sâu, ngài cũng sẽ tiêu tan hết. Có người làm việc gì cũng sẽ khó khăn, trắc trở, thậm chí là bần cùng. Nói xấu, đặt điều cho người khác, bàn chuyện thị phi thế nào, mai sau chắc chắn cũng sẽ phải chịu cảnh như thế. Thứ ba, thường xuyên sát sinh. Theo lời Phật dạy, sát sinh là hành động đứng đầu gây tổn hại đến phúc báo. Nếu thường xuyên sát sinh, phúc đức của con cháu sẽ bị ảnh hưởng, đời sau sẽ gánh chịu những tội nghiệp mà cha mẹ đã gây ra. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, việc tránh hoàn toàn sát sinh là không thể. Thí dụ như khi ta vô tình dẫm chân lên con sâu, cái kiến hay giết hại những côn trùng gây hại cho mình,
Vì thế, nếu có thể, ta nên hạn chế sát sinh ở mức tối đa. Nên biết về lời Phật dạy không nên sát sinh để tránh mang thêm nghiệp về mình. Nếu có thể thì nên tránh những công việc cần phải sát sinh. Nếu đã phải làm thì nên thường xuyên hành thiện tích đức, thành tâm hướng Phật. Thứ tư là khoe khoang kiêu ngạo. Con người không ai là có thể thông thạo tất cả mọi việc. Có người mạnh ở điểm này, có người lại mạnh ở điểm khác. Nếu may mắn có khả năng trên lĩnh vực nào, con người không nên lấy đó làm kiêu ngạo, coi thường, chỉ tay với người khác. Bởi rất có thể ta giỏi hơn người khác ở lĩnh vực này, nhưng đến khi gặp phải vấn đề ở lĩnh vực khác, người khác sẽ là thầy của ta. Con người cần phải biết khiêm tốn, học hỏi. Khiêm tốn giúp chúng ta tiến bộ, còn quá mức quên quan kiêu ngạo không chỉ khiến chúng ta tụt hậu mà còn ảnh hưởng đến phúc đức sau này. Thứ năm là xung đột, mâu thuẫn với cha mẹ bề trên. Thường xuyên xung đột chống đối cãi lời cha mẹ và các bậc bề trên, phúc đức cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù mong muốn đạt được cái gì cũng sẽ không thành công. Nguyên nhân dẫn đến ác nghiệp chủ yếu là do bất hiếu và họ sẽ phải chịu quả báo lớn nhất. Cha mẹ là bậc sinh thành dưỡng dục, mà con cái dù có báo đáp ngàn lần cũng không hết. Vì thế, bổn phận của con cái là phải dâng theo lời cha mẹ, không được để cha mẹ buồn lòng, phải hiếu thuận, dùng hết sức báo đáp công ơn cha mẹ. Người nào làm được như vậy thì cuộc sống hạnh phúc, dễ cầu được ước thấy, đời người thuận lợi hơn, nhận được sự bảo hộ của thiên nhân quỷ thần. Còn kẻ nào bất hiếu, keo kiệt với cha mẹ, kẻ đó sẽ gặp khó khăn trắc trở trong cả sự nghiệp và nhân duyên. Chịu lời đàm tiếu của thiên hạ, cuộc sống cũng không vui vẻ được. Theo luật nhân quả, xung đột, mâu thuẫn, bất hiếu với cha mẹ thì mai sau, con cái cũng sẽ lạnh nhạt, không tôn trọng mình. Thứ sáu, háo sắc, quan dâm. Người quan dâm háo sắc là những người có tinh thần không lành mạnh. Hành động này không chỉ tổn hại đến phúc đức sức khỏe của bản thân, mà còn gây hại cho người khác, vi phạm đạo đức trong xã hội. Nghe lời Phật dạy, người làm việc này, nếu lương tâm áy náy thì sẽ mãi sống không yên. Nếu lương tâm không áy náy thì phải chịu quả báo nặng nề.